Chị nói lúc nào cũng sóng gió, lý do là chị chọn. Người ta đầu tư vô cho mình 50 tỷ mà nếu mình lỗ thêm 30 tỷ thì chẳng sao. Không biết rằng nó khó khăn đến như thế, lỡ phóng lao rồi á thì phải theo lao thôi. Mọi người nhìn mình rất là khác, kể cả những người thân nhất của mình. Gia đình tạo áp lực rất lớn đến nỗi mình phải đi ra thuê nhà trọ luôn. Mình cảm thấy rất là cô độc. Thì mình cứ lấy thằng sống mà những người chết, riết mình chết gắt theo nó luôn. Con người ở Việt Nam mình rất là giỏi. Rồi anh đi dạy học chưa gặp học sinh nào rốt như mày. Khán giả vỗ tay rồi, chương trình bắt đầu rồi, sao tự nhiên cầm cho điện thoại vậy? Thì ông có đang cầm điện thoại nè. Không, tại vì là để kiểm tra coi hôm nay là có cái gì nó đặc biệt hay không thôi. Không, cho chút thời gian đi, đang kiếm cái này cũng quan trọng lắm nè. Mà kiếm gì? Nhà ở cho sinh viên. Nhà ở cho sinh viên? Ủa là sao vậy, là có một người bạn nào là sinh viên đang muốn kiếm nhà ở nhờ Trinh tím gì mà? Đây đây, sinh viên đây. Vụ gì? Tại vì á hả, Trinh á thì đi học tiếng Anh mà cái xong rồi không có hiệu quả. Bây giờ hả, Trinh muốn là mình phải tách biệt ra khỏi cái môi trường giống mình tưởng tượng là mình đang du học ở Việt Nam vậy đó, mà không cần phải ra nước ngoài. Cái trong ngoài Trinh định là mình sẽ muốn một cái nhà trọ cái ở gần cái trung tâm Anh ngữ. Cái Trinh giả bộ Trinh du học luôn, thấy hay không? À vậy có nghĩa như là du học nhưng mà là không tại gia đó hả? Đúng rồi. Nhưng mà tự nhiên sao, tự nhiên cái mới sáng sớm đây là lại nói tới cái vấn đề là phải đi tìm nhà trọ cho sinh viên rồi là sao? Tại vì hồi bữa Trinh mới đọc được trong một cái tờ báo nha, đây tờ báo nè, có một cái bài báo hay lắm. Mực tím. Mực tím, tại vì mình tuổi teen á nên mình hay đọc báo tuổi teen lắm. Có một cái cô bạn nha, cổ rất là giỏi, cổ mở một cái nhà trọ amazing home, thấy không, nhà trọ đẹp không. Cái nhà trọ này nha là cho tất cả các bạn sinh viên đến thuê, nhà rất là đẹp luôn, phòng ốc hoàn toàn hoành tráng, chỉ có 1,5 triệu một tháng thôi. Ô nếu mà như vậy thì Trinh cũng đã biết được là tìm ở đâu rồi đó. Nhưng mà bây giờ làm sao có cửa vô đây? Có cửa vô đây hay không thì bây giờ là cứ mời người ta vô đây, rồi sau đó là hỏi, nếu mà được á thì là hỏi giá tiền đây rồi mình mướn luôn. Ha, sao đơn giản mà không nghĩ ra ta. Chuyện nhỏ đâu mà có gì đâu. Vậy bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ nhân vật bà chủ nhà trọ của Amazing Home được không ạ? Một tràng pháo tay cho Ai Hạ. Xin chào. Chào Ai Hạ. Chào chị Trinh. Dạ chào bạn. Chào anh Ngọc Trai. Ăn cục kẹo cho nó vui. Dạ cảm ơn anh. Có quà nó. Excuse me. Sorry. My name is Y Trái and my family Trinh. Trinh. And Trinh, we nói tiếng Việt. Không, có thể nói tiếng Việt được không? Ừ. Dạ. Dạ được. Biết sao không? Tại vì Trinh đọc cái bài báo của bạn rất là hoành tráng rồi mực tím nè. Nào là An Hạ, chú thỏ Jody Hope và ngôi nhà tuyệt vời. Nên mọi người rất là tò mò về An Hạ. Thôi mọi người muốn biết về An Hạ nhiều hơn. An Hạ có thể chào mọi người và giới thiệu về bản thân mình được không ạ? Xin chào mọi người. Mình là An Hạ, mình là sinh viên khoa quan hệ quốc tế trường Đại học Nhân văn. Và hiện tại thì mình đang chạy dự án Amazing Home, nội trú tiếng Anh cho sinh viên và có người hướng dẫn. Amazing Home, thường thường là mình nghe có một cái chương trình là Amazing Race. Cũng có nghĩa như là đúng rồi, cuộc đua kỳ thú là chạy lung tung hết. Còn Amazing Home là cái gì, có nghĩa như là bạn vô trong nhà đó rồi cái nhà nó chạy lung tung hay sao? Nó cũng một chút xíu đại loại như vậy. Tức là Amazing Home ban đầu home tức là nhà, mà Amazing Home tức là phải làm sao cho nhà nó thật là tuyệt vời. Và một sinh viên khi vào Amazing Home cũng phải chạy lòng vòng như vậy đó. Các bạn sẽ chạy từ phòng học, từ phòng ở qua phòng học và qua khu vực làm việc. Nên là trong nhà có tất cả mọi thứ. Khi các bạn tới, các bạn sẽ vừa ở, vừa học và làm việc ngay tại đó trong môi trường hoàn toàn là tiếng Anh. Amazing. Khoan, xí. Thí dụ như nếu như mà là hoàn toàn là tiếng Anh, mà với một cái người mà là có khả năng tiếng Anh mà nó hơi hạn chế như là trai á, thì là trước khi mà là được vào ở của nhà của bạn thì là phải học tiếng Anh ở ngoài trước, rồi sau đó là mới được vào hay là sao? Nếu đối với những bạn mà có tiếng Anh hạn chế thì tụi mình có hai thứ. Thứ nhất là vẫn phải tuân theo nội quy của nhà, tức là phải hạn chế nói tiếng Việt và cố gắng nói tiếng Anh cho dù vợ cũng không sao hết. Ở Amazing Home thì khuyến khích các bạn sai, nói sai để cuối cùng mình cùng nhau tiến bộ. Cái thứ hai là các bạn có thể học tại nhà, có phòng học và có thể tuyển giáo viên dạy kèm về kèm tại nhà, để làm sao mà học xong thì sử dụng luôn tại nhà thì nó tốc độ nó tiến bộ sẽ nhanh hơn.
thì mình thấy là ok rồi đó. Nhưng mà cái vấn đề là thực sự là Amazing Home có tuyệt vời như là cái lời đồn hay không á, chúng ta sẽ cùng theo dõi một cái đoạn video clip nhé. Supposed to be in the poster. Eight small minutes. Really want to. Hello. Really want to get a six pack and renew the weight. So eating healthy like salad. Okay. So basically, when I first come to Saigon for university. It's very lucky that I find a place as soon as I step on Saigon. The first place I come is here. So it was really feel like home, and the people is really nice. And we'll do a lot of things together, we learn together, we cook together, we sleep together, and we play together, work together. And that is feel really good. We have a lot of things besides just speaking. We're discussing about, for example, after a movie, and we're discussing about what we feel about that movie, and also book revealing every week. So we, in a week, everyone has to read a book, and then at weekend we sit together, and then we talk about the book that we read and share it for everyone. The slogan that I like most is this one. It goes, home is for free expressions, not for good impressions. Because it's really how a home should be. Like, it's not a place for everyone trying to make good impression for other, but we just be here and be ourselves and we grow up together. Quý vị khán giả thấy Amazing Home như thế nào ạ? Rất là tuyệt vời. Và Kim thấy là cái bạn nữ trong clip á, lúc mà được phỏng vấn á, thì bạn ấy là người Việt đúng không? Dạ đúng rồi. Wow, mà nói tiếng Anh lưu loát, ngữ điệu khá là chuẩn. Không nghĩ là người Việt, nếu như mà không xem cái clip và xem cái chú thích ở dưới thì tất cả các bạn sinh viên ở trong cái Amazing Home này đều như vậy hay sao ạ? Thực tế thì không phải như thế. Minh Anh là trường hợp là trước khi vào Amazing Home á, là Minh Anh đã có khả năng tiếng Anh tốt rồi. Và Minh Anh bước chân vào Amazing Home là để làm việc và để dạy học. Nên làm Amazing Home là một môi trường rất là tốt để phát triển Minh Anh thành cái đoạn sau đó, trở thành công dân toàn cầu. Còn những bạn á, ban đầu á, mà chưa có khả năng tiếng Anh thì cũng phải mất vài tháng để mà bắt đầu quen dần và có cái khả năng tiến bộ hơn. Nhưng mà bởi vì đó là một môi trường mà nhằm phát triển từng cá nhân một, nên là tùy theo cái tốc độ các bạn có thể bỏ thời gian cho việc học cũng như là cố gắng thì cái tốc độ phát triển của các bạn ấy sẽ tương xứng. Trinh thấy thì trên báo này An Hạ cũng được phỏng vấn rất là nhiều và cũng trả lời nhiều ý hay về Amazing Home. Ở trong đó Trinh để ý là An Hạ thì rất là mê chú thỏ Judy Hope. Đây là một cái bộ phim hoạt hình Zootopia cách đây vài năm. Thì không biết là có phải là từ cái chú thỏ Judy Hope này mà Amazing Home được ra đời hay sao? Thực tế là Amazing Home ra đời trước khi đó. Và khi mà trên đường Hà đi qua Boston, một cái chương trình trao đổi văn hóa ở Harvard và MIT, thì Hà mới coi lại cái bộ phim này, là một cái bộ phim Hà rất là thích. Thì mình tự nhiên mình cảm thấy ôi sao mà mình giống cô thọ này quá. Mình cũng từ miền quê lên, mình cũng mang rất là nhiều mơ ước và cũng cái kiểu rất là thọ, rất là ngây thơ mình. Nếu cứ... vậy thì là ngoài cái vấn đề là giống cô thọ như vậy thì tại trong phim cô thọ cũng có một cái tìm kiếm được đó, đó chính là anh chàng cáo. Vậy không biết có ước mơ là kiếm được một anh chàng cáo tương tự như là trong phim không? Thì trong phim á, thì cô thọ không có mục đích là kiếm anh chàng cáo, mà anh chàng cáo tự nhiên xuất hiện trên đường. Thì Hạ chắc cũng giống vậy đó.
Không, thấy hình như là không giống vậy, tại vì cha nhìn thấy nó mại mại. Hình như là trước đây là bạn có tham gia một chương trình rồi, và chương trình đó là về hẹn hò đúng không? Cái gì mà tôi muốn hẹn hò. Bạn muốn hẹn hò đúng không ạ? À đúng rồi. Lý do tại sao lại như vậy? Lúc đó thứ nhất là thấy chương trình nó dễ thương, thứ hai là đang làm Amazing Home rất là stress và cảm thấy rất là mệt mỏi, áp lực, nên là muốn cần phải làm cái gì đó để mà đổi mới, tươi mới, và lúc đó cũng chưa có người yêu nữa. À vậy thì mình cứ nói thẳng là lúc đó là mình đang bị ế đi. Nà, đúng rồi sau đó là mình tham gia chương trình để mà mong muốn tìm một người nào đó mà đồng cảm với mình. Ồ vậy là cái thời đó là cách đây mấy năm đúng không? À, cách đây một năm á, khi mới bắt đầu Amazing Home luôn. À cách đây một năm. Ủa cái clip đó Trinh cũng có xem. Cái clip đó là bạn xinh lung lên luôn. Bây giờ là cắt tóc ngắn nè, da có vẻ là đen hơn. Dạ. Và giống con trai hơn. Cái clip thì rất là nữ tính, lung linh. Tại sao có sự thay đổi này bạn? Dạo gần đây là hay hoạt động nhiều ngoài trời hay sao? Thì thứ nhất là cái đợt đó là thời còn đẹp, bây giờ bớt đẹp rồi. Lúc mà làm Amazing Home thì rất là cực. Mà lúc đó chỉ có mấy chị em làm với nhau thôi, mà đa số là con gái nữa, nên rất là cực, từ cơ sở vật chất, thiết kế rồi tất cả mọi thứ và tài chính. Thì Hà bị một thời gian bị suy nhược 6 tháng, rồi uống thuốc tây, rồi sau đó bị bao tử, rồi dị ứng, nên là bao nhiêu độc tố nó phát ra cái cháy hết da luôn, nên là giờ người nó loang lổ chút xíu. Trinh có thấy lạ không? An Hạ, một cái tên rất là nhẹ nhàng, giống như An Nhiên, nhàn nhạt. Nhưng mà là bạn lại chọn một cái hình thức kinh doanh nó không có được an nhàn như là cái tên của bạn. Lý do tại sao lại là như vậy? Thực tế là Hà không có chọn ban đầu là để kinh doanh. Lúc đầu là như Judy Hopp vậy, đơn giản là muốn tạo ra một cái môi trường mà lý tưởng nhất, mang những điều tốt đẹp nhất đến xã hội. Tức là từ miền quê lên thành phố, muốn tạo ra những điều tuyệt vời, hạnh phúc, rồi một môi trường lý tưởng để cho bạn bè và học trò xung quanh mình có nơi để sinh hoạt thôi. Còn không biết rằng nó khó khăn đến như thế, đến cái mức làm rồi á, lỡ phóng lao rồi á, thì phải theo lao thôi. Rồi làm rồi mới biết nó rất 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 khó khăn, và cũng không định kinh doanh ngay từ đầu. Nhưng mà sau đó để khiến cho dự án tồn tại thì phải biến nó thành một mô hình kinh doanh. Dạ. Khi mà Trinh nói chuyện với bạn này, Trinh để ý thấy bạn là một người rất là nhiệt tình, nhưng mà cũng khá là khó tính. Và mọi thứ đều rất là rõ ràng, đặc biệt là trên xem video clip càng thấy cái điều đó nó rõ ràng hơn nữa. Tất cả các khu vực á đều được phân ra, các slogan treo ở trên tường á như nhắc nhở sinh viên là luôn luôn phải tự trau dồi cái kỹ năng ngoại ngữ của mình. Và nếu như bạn muốn nói tiếng Việt á thì phải vào cái khu vực là Vietnamese John, là ở ngay sau bếp đúng không? Dạ đúng rồi. Trinh, khoan, tự nhiên cái Trinh vừa nói cái đoạn video clip mà là nó có mấy cái câu slogan ở đây, vừa mới chợt nhớ là trên đó là có một cái là sợ em đi á. Đó. Có cái câu đó nữa hả? Sao nhìn có, lẹ có, quá có, vậy? Có mỗi câu là sợ em đi, trời mấy cái gì mà câu lạ tôi hay dễ đi lắm. Nhớ câu gì được không? Là cái đó là sao? Tại sao lại là sợ em đi mà là sợ xong mà có cái gì? Tức là tại vì các bạn ở trong Amazing Home cũng rất là cực, bởi vì học tập và làm việc sinh sống dưới áp lực rất là cao. Vừa ở cũng có nền lớp, học cũng nhiều nề nếp, rồi làm việc cũng quá trời nề nếp. Sao giống buồn sự quá vậy? Nên là mức độ căng thẳng rất là cao, nên là Hạ mang về rất là nhiều thứ để vui chơi, từ trò chơi board games, hoặc là cái đó là cái cuốn mà tô màu cho người lớn á. Tất cả các bức tranh tô màu cho một người lớn, mỗi bức tranh thì nó có một cái câu hay ho thú vị phân tích ở phía sau bằng tiếng Anh luôn. Thì đồng thời các bạn có thể giải trí bằng tiếng Anh, hoặc là các bạn có thể xả stress khi mà các bạn ở trong Amazing Home mà bí quá không biết xả bằng cái gì thì xả bằng việc tô màu. Nên là sờ em đi, tức là sờ cái cuốn sổ đó đi để nó xả giúp cho. Thế bây giờ mình có cảm thấy là Amazing Home của mình hoàn hảo chưa? Hay là còn có một số điều trúc trắc, những cái điều mà mình cần hoàn thiện, và đó là điều gì? Thực tế khi mà mình tâm huyết với một cái gì đó thì mình sẽ thấy rằng không có một cái lý tưởng nào cho sự hoàn hảo hết. Bất kỳ một cái sự hoàn hảo đó cũng mang tính chất tương đối, và càng làm nhiều thì càng thấy nó càng nhiều thứ cần phải hoàn thiện. Thì thứ nhất là về hệ thống, thứ hai là về cái mô hình làm sao để nó phù hợp với sinh viên Việt Nam và nó tiếp cận với đối với nhiều bạn hơn. Bởi vì đó là một cái mô hình nó tương đối là mang tính chất là hướng dẫn cho từng cá nhân một. Nhưng mà mong muốn làm sao mà để hoàn thiện nó, để làm sao mà mình có thể nhân rộng nó lên một cách đơn giản mà không nhất thiết là phải có Hạ, thì lúc đó mô hình nó mới thành công. Thôi thì bây giờ trai cũng muốn giải đáp một cái thắc mắc mà tất cả các bạn khán giả đang theo dõi, đó chính là cái chi phí. Vậy thì cụ thể là một tháng là bao nhiêu tiền, hoặc là một khóa học của các bạn là bao nhiêu? Ở Amazing Home mình có 3 chương trình. Chương trình thứ nhất là chương trình nội trú tiếng Anh, tức là các bạn tới và ở và đáp ứng cái môi trường yêu cầu là phải là tiếng Anh. Và sẽ có sinh hoạt chung mỗi tuần là ngày chia sẻ thông tin, với lại là đêm xem phim family movie với nhau và chia sẻ. Thì một bạn như thế là 1,5 triệu cho các cả,
tất cả các điều kiện các bạn có là giường, tủ, rồi bàn học, máy lạnh, rồi tủ lạnh, rồi bếp. Là một khóa đó là bao nhiêu ngày hay là một tháng? Một tháng là cho cái việc nội trú ở. Còn học tiếng Anh thì tùy lắm. Học tiếng Anh thì các bạn tùy theo cái khả năng với lại mong muốn của các bạn. Có nhiều bạn cần học cấp tốc thì có thể là thuê nhiều giáo viên một lần. Thì nó sẽ dao động khác nhau. Thì có thể là dao động từ 2-3 triệu cho tới là 7 triệu một tháng cho cái việc học full time sáng tối luôn. Học một kèm một thôi á. Bởi vậy vấn đề tiền là vấn đề cũng nhức nhối với các bạn sinh viên. Để mà để hiểu rõ hơn là các bạn sinh viên Việt Nam của chúng ta thật sự là có thoải mái về tài chính như là bạn An Hạ nói hay không, thì xin mời quý vị sẽ cùng xem qua một tiểu phẩm nho nhỏ ngay sau đây ạ. Gì à? Mới làm lê luôn về. Làm leo là làm gì bà nội? Làm leo là làm móng á. Biết trời đất ơi. Mày nha, ở trong cái khu nhà trọ này là nói tiếng Anh không nha. Mày nói tiếng Anh mà mày nói bậy bà chủ bà đuổi mày giờ đó. Ê nói nghe nè. Gì? Có tiền không? Chi vậy? Cho tao mượn 1 triệu. 1 triệu? Nhỏ nhỏ là tôi, thằng Tài nó nghe được là chết tao đó. Tao với nó ở chung nhà trọ với ông mà tháng này tao kẹt quá. Mà lỡ mà nó nghe được hay là bà chủ bà đuổi luôn nó rồi bà chửi nó rồi cái nó chửi tao nữa. Mượn cái gì mà nhiều dữ vậy? Ôi tháng này tao kẹt quá mày ơi. Hèn. Đàn ông mà hèn. Chửi mày đó. Quá hèn luôn. Gì vậy? Tự nhiên mày chửi tao? Dạ anh đang coi phim ba. Trời ơi. Coi phim mà làm quá à. Qua đây làm chi nữa? Ủa? Qua đây chị thấy cô gái có bờ môi quyến rũ như 2 miếng thịt bò, hãy nói cho anh biết chàng trai này qua đây làm cái gì? Bởi vậy tao không bao giờ mà tao thích mày trơn á. Tại cái gì? Cái gì mà sao không nói? Có gì đâu, qua đây chơi chứ có gì đâu. Trời ơi, đâu có gì đâu. Có sao? Gì đâu. Tú nó kêu tao là đừng nói. Mà chuyện gì? Mắc cười quá thì tao không có nói được. Mà dù mà mày có đứt chết tao đi nữa, tao cũng không nói thằng Tú mới mượn tao 1 triệu đâu. Trời, trời ơi, con này chơi bán đứng bạn bè mày. Ủa, tao lỡ tao nói rồi hả? Đức ơi. Này, hỡi chàng trai tên Tú mà không có khôi ngô tướng Tú. Gì mày? Mình hỏi bạn nè. Bạn á, có người bạn ốm teo ốm tông như con cá lòng tông. Ăn dám ăn, uống dám uống. Mình nghĩ sao tới tháng không có tiền đóng tiền trọ? Trời ơi, thì nói chung là tháng này coi như là tao kẹt quá biết không? Tao dẫn con nhỏ bạn gái tao nó đi ăn mà lỡ lố vô cái tiền ba mẹ tao gửi. Cao xanh ơi, dẫn bạn gái đi ăn. Trời đất ơi, mình nói cho bạn nghe nè, hỡi chàng trai tên Tú không có khôi ngô tướng Tú. Tại sao vậy? Tại sao bạn dưới quê lên đây bạn ăn học mà mình nói với bạn bao nhiêu lần rồi bạn không nghe? Hay vì cái thời gian rảnh rỗi đó người ta đi kiếm cái chuyện gì người ta mần đi. Đó, suốt ngày cứ chờ cha mẹ gửi tiền lên. Ở đâu vậy? Cha mẹ dưới quê cũng làm cực khổ mà cũng nai lưng ra làm à. Ủa tôi mới nói gì vậy ta? Mày kỳ cục quá à. Ê cho tao mượn đi, năn nỉ mày á. Có tiền cho nó mượn kìa. Đâu, nói túm lại là hai đứa tao không có cho mượn. Bây giờ là cuối tuần này tụi tao đi làm B-boy á. Mày có muốn đi làm không? Đi 1 ngày 300 ngàn. Muốn thì đi. Còn bây giờ tụi tao bận rồi. Ê bận đi ăn buffet. Đúng rồi, đi. Vậy thì không biết An Hạ có bao giờ gặp cái trường hợp là một bạn sinh viên mà là mình cũng rất là quý, thấy không? Nhưng mà hôm đó xài thâm quá, không có đóng tiền được. Thì bạn có cho nợ không? Và nợ là nợ được bao nhiêu tháng? Có 2 vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là Hạ sẽ xem xét là các bạn thiếu tiền vì lý do gì. Vì lý do là không biết quản lý tiền bạc. Giống như các bạn trong cái trường hợp vừa rồi. Tức là mình không có biết quản lý chi tiêu nên là mình mới bị thâm hụt tiền, chứ không phải là mình không có đủ tiền để đóng. Thì Hạ sẽ cho thiếu, tuy nhiên là phải có một cái kế hoạch để giải quyết nó trong vòng 1 tháng. Cái thứ hai á là các bạn có năng lực để kiếm tiền hay không. Bởi vì Hạ xác định với các bạn á, tiền á nó không có phải là một cái gì đó nó quá to tát. Tuy nhiên mình hãy định hình tiền đó là một cái công cụ để thể hiện giá trị xã hội. Thì các bạn có giá trị đối với xã hội được ở mức nào?
liệu các bạn có thể kiếm được bao nhiêu để mà chi trả cho những cái nhu cầu của bản thân. Thì các bạn phải chứng minh cái chuyện đó. Thì có một số bạn á, thì sẽ là có một số khả năng nào đó khi mà trong quá trình ở Hà phát hiện ra được, thì Hà sẽ cho các bạn làm việc. Ví dụ như ít nhất các bạn cũng có thể là lau dọn, nấu ăn cho mọi người trong nhà, rồi các bạn có thể thu tiền phí, hoặc là các bạn có thể làm việc ở một số chỗ mà Hà quen biết. Trong cái lúc mà An Hạ xem tiểu phẩm á, thì Trinh cũng có kịp để mà điều tra An Hạ ở trên Internet. Thì Trinh phát hiện ra là cái Amazing Home của mình đang kêu gọi quỹ đầu tư, có nghĩa là tham gia vào một cái quỹ gọi đầu tư của Việt Nam, rất nhiều dự án của các bạn trẻ dao động từ vài triệu cho đến vài chục triệu đến vài trăm triệu. Thì cái quỹ của mình đang định giá là 45 triệu đầu tư và hướng đến 300 triệu, chứ không hiểu ý nghĩa của cái con số đó. À, đó là khoản đầu tư cho cơ sở thứ hai. Nhưng mà thực tế thì bây giờ là đã có nhà đầu tư cho cơ sở thứ hai rồi. Nói chung là thấy bạn rất là tự tin ha. Thì bây giờ là mình sẽ đưa bạn đến một cái thử thách. Và không biết rằng là bạn có tự tin khi mà bạn tham gia thử thách của chương trình đưa ra hay không. Rồi bây giờ mình cầm cái này, mình phóng trúng trai là mình trúng thử thách. Dạ. Cái này được gọi là tài lanh không miễn nhiễm rồi. Ủa chứ sao? Cái trò chơi nó không phải như là Trinh nói đâu. Chứ làm sao? Trinh đây thấy không? Có từ thưởng và từ phạt. Mình nhắm vào trong cái ô thưởng nha. Hay lắm, lại là phạt. Xin chúc mừng bạn. Nói chung là do ăn ở, à, không sao đâu. Thường tại vì hình phạt á, là nó không có nằm ở đây, uh-huh, mà nằm sau lưng. Và hình phạt của bạn sẽ được công bố ngay sau đây. Thân 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 thân. Hương Lan, Thu Minh, Sơn Tùng MTB. Bạn biết đây là gì không? Ca sĩ. Đúng vậy, đây là ca sĩ. Và cụ thể á, là những cái mũi tên của bạn phóng vào đó, nó sẽ ứng với lại vị trí của ca sĩ đó. Đây nè, là bạn phóng ở đây đúng không? Ứng với lại chị Hương Lan. Phóng với đây đúng không? Ứng với lại Sơn Tùng MTB. Bạn phải biểu diễn một ca khúc của họ. Mà nếu như mà chỉ hát bình thường thôi thì chả có gì đặc biệt cả. Bạn phải bắt chước họ làm sao mà giống nhất. Hả? À, bạn có hai nhân vật. Một là chị Hương Lan. Còn hai là anh chàng rất là nổi tiếng, Sơn Tùng MTB. Thôi Sơn Tùng đi. Dạ thiền vô. Được coi bắt chước không? Không có coi nữa. Ê, đừng để Sơn Tùng nhập tôi, nhập bạn đó. Sơn Tùng. Anh làm, em bắt chước anh đi. Vô. Làm sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi. Đến côi mình ta vẫn vương. Hồi ước trong men say chiều mưa buồn. Ta dần nghe những tiếng khoe mi sầu đi. Đọc rap nha, đọc rap nha. Rapper là gì nè. Thôi dừng lại. Mình không làm không? Thôi đấy giờ tôi làm không mà. Muốn nghe nè trai. Ai biểu ép khách mời vô mấy thử thách khó hơn chi. Biết cô này cổ chuyên môn là gì không? Chuyên môn là gì? Hát tiếng Anh. Hát tiếng Anh đúng không? Ok, bây giờ mình hát tiếng Anh đi. À, chắc là price tag, bài tù em á. Ok, price tag. Yo. Seems like everybody got the price. I wonder how to sleep at night. When the cell comes first and the truth comes second. Stop for a minute and mine. I think I forget the lyrics. So I think I should start by singing. Why is everybody so serious? I'm just so damn mysterious. You got the shades on your eyes and you hear so high that you can't even have a good time. Everybody looks to the left, to the left. Everybody looks to the right, to the right. Can you feel that? Yeah. Yeah. We pay with love tonight. It's not about money, money, money. We only your money, money, money. We just wanna make the world dance. Just wanna price tag. And about the cha-ching, cha-ching. And about the bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag.
But remember the renting house fee. Thank you. Thank you. Đây là nữ ca sĩ duy nhất của Việt Nam mà là hát không cần nhép. Bởi vì sao? Cái đĩa mà có giật cũng không lại bả đâu. Cuộc sống có gì không quan trọng, quan trọng chúng ta cảm thấy như thế nào, đúng không? Dạ đúng rồi. Và chúng ta thấy An Hạ ngày hôm nay xuất hiện rất là tự tin. Có bao nhiêu cô gái 25 tuổi là luôn luôn mong muốn, khao khát không phải kiếm được thật nhiều tiền, mà là muốn được kết nối mọi người với nhau và muốn khai quật tất cả những cái kỹ năng, những cái tiềm năng của một sinh viên ở tỉnh. Và đây là một cái ước mơ chúng tôi nghĩ là rất là giá trị trong cái hành trình khởi nghiệp. Và chúc cho sinh viên của bạn, những cái bạn Judy Hoff của tương lai sẽ tìm được ước mơ của mình, sẽ trở thành những cảnh sát thực thụ, những người luôn luôn tìm thấy được ước mơ của mình. Dạ, em cảm ơn chị Trinh. Em cảm ơn anh trai. Như thường lệ thì là thời lượng chương trình không cho phép chúng tôi là phải kéo dài thêm. Cho nên là Cà phê Khởi nghiệp đến đây đã là kết thúc rồi. Chương trình Cà phê Khởi nghiệp được phát sóng trên kênh HTV7 khung giờ 7 giờ tới 7 giờ 30, thứ 2, 4, 6 hàng tuần. Và Ngọc Trai, Hà Trinh cũng như là Hạ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.